con lươn này là bự nè, chụp hình cho nó đã. Lươn bằng bàn tay, cầm tay không đó. Nó vàng mà lớn quá, sợ nó dai, nhỏ ăn không có dai. Lươn này không có dai, lươn đồng mà không có dai. Này nè, ngon mà bự quá, bự quá nó dai. Con trong này nè, không con này nè, không có nó bự trong kia đâu. Nó đang hùi chị, tại nó lấy đồng công vàng khắp đây. Con vàng này nè, ăn hai bữa đây nè. Con như nhau đó. Như nhau hả? Con nó thịt nó không ngon nha. Bởi vì ăn mẹ con này đi, cho tao thấy con này tao vừa được. Chờ gửi tiền chứ nha. Chờ luôn đi nghe em, hỏi lại lại nha. Nó có gì đi.